Kính chào quý vị đến với những tin tức của báo Thanh Hóa. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại phòng chứa đồ dùng phục vụ học bán chú của học sinh, giáo viên trường mầm non Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Thời điểm xảy ra cháy, có 71 trẻ đang học ở các lớp nhà trẻ mẫu giáo. Ngay khi phát hiện, các giáo viên đã nhanh chóng di chuyển trẻ em ra ngoài an toàn và cùng người dân ở khu vực lân cận dùng hàng chục bình cứu hỏa để khống chế đám cháy. Tuy nhiên, do có nhiều chất dễ cháy như chăn, gối, tủ, giường ngủ, đồ dùng học tập. Vì vậy, đám cháy lan nhanh sang phòng chứa đồ lớp bên cạnh và lan vào một phần của hai phòng học chính. Ngay khi nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 2, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ Đến hiện trường dập lửa, khoảng 12 phút sau, đám cháy được khống chế và dập tắt. Rất may, đang trong dịp nghỉ hè, vì vậy chỉ có một số học sinh học hè dưới tầng 1. Các trẻ được di chuyển nhanh chóng ra ngoài, không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, vụ cháy đã làm hư hỏng hai bộ điều hòa, hai tivi, 70 giường, thảm và nhiều đồ dùng tài liệu, tủ đựng đồ của học sinh, ước tính giá trị khoảng 30 triệu đồng. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc. Chiều 23 tháng 7, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, mã chứng khoán QCG, công bố quyết định về việc bổ sung nội dung vào chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thay đổi người đại diện pháp luật. Tại quyết định này, Quốc Cường Gia Lai thông qua nội dung trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Như Loan đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Cường làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Bên cạnh đó, Quốc Cường Gia Lai công bố quyết định ông Nguyễn Quốc Cường là người đại diện pháp luật của công ty, chức danh tổng giám đốc. Ông Nguyễn Quốc Cường được biết đến với tên gọi khác là Cường Đô La, là con trai của bà Nguyễn Thị Như Loan. Hiện ông Cường sở hữu 0,2% cổ phần của Quốc Cường Gia Lai. Ông Cường năm nay 42 tuổi, từng là thành viên hội đồng quản trị phó tổng giám đốc và là người công bố thông tin tại Quốc Cường Gia Lai. Ông Cường được bổ nhiệm giữ vị trí phó tổng giám đốc QCG vào năm 2006 khi 24 tuổi. Năm 2008, ông vào hội đồng quản trị của QCG. Tháng 11 năm 2018, ông Nguyễn Quốc Cường bất ngờ rút khỏi tất cả vị trí tại QCG. Hiện tại, ông Nguyễn Quốc Cường nắm giữ 537.000 cổ phiếu QCG. Trong khi đó, bà Loan nắm giữ 37,05% vốn điều lệ, tương đương gần 102 triệu cổ phiếu QCG. Em gái ông Cường là bà Nguyễn Ngọc Huyền My, nắm 14,32% vốn điều lệ, tương đương gần 39,4 triệu cổ phiếu QCG. Trước đó, QCG phát đi thông cáo cho biết doanh nghiệp này vẫn hoạt động bình thường sau khi bà Loan bị bắt. Hội đồng quản trị của QCG sẽ sớm tìm người phụ trách điều hành trong thời gian sớm nhất để thực hiện các hoạt động liên quan đến công ty sau khi Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố và tạm giam hôm 19 tháng 7 để phục vụ điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ngành chức năng tỉnh Bình Phước đang khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân hàng chục công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Pinjuan Việt Nam thuộc khu công nghiệp Nam Đồng Phú, huyện Đồng Phú, nhập viện cấp cứu sau khi ăn cơm trưa 23 tháng 7. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú, Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận tình trạng cấp cứu 63 ca. Hiện tại, tình trạng của người bệnh đã ổn định, đang theo dõi và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện 48 ca. Các ca nhẹ đã ổn cho về theo dõi 15 ca. Theo chị Lê Thị Trúc Ly, công nhân của công ty đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú, bữa ăn trưa gồm cơm với thịt kho đậu hũ, sườn kho dứa, Bằng rau do đơn vị bên ngoài công ty cung cấp, cơm có mùi hôi nhớt. Sau khi ăn cơm với thịt kho đậu hũ khoảng 20 phút, chị Ly có biểu hiện đau bụng, buồn nôn. Sau đó chị Ly có dấu hiệu tê môi, miệng, lưỡi, mặt. Anh Phạm Văn Thái, công nhân của công ty cũng có biểu hiện tương tự sau khoảng 30 phút ăn cơm với sườn kho dứa. Tương tự, chị Ngô Thị Kim Dung cho biết trong lúc ăn chị thấy phần cơm có mùi. Ngay sau đó có hỏi mọi người có thấy mùi gì không. Mọi người nói có. Thế nhưng mấy chị em bảo nhau thôi nuốt đại luôn đi. Khoảng 15 phút sau thì chị cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mệt, buồn nôn, tê bụng, miệng và tay. Còn bệnh nhân Rư Châm Đơ Du, công nhân bộ phận sỏ dây vào túi cho biết trong lúc ăn thấy phần cơm có màu xanh, mùi hôi. Do ngồi chung đông người quá nên nuốt đại luôn. Khoảng 15 phút sau thì cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mệt, buồn nôn, tê bụng, miệng và tay. Khám nghiệm tử thi, công an xác định bà T và bà L thiệt mạng do chấn thương sọ não, ông D tử vong do bị bỏng. Công an xác định đây là vụ giết người do mâu thuẫn tình cảm. Ông D có tình cảm với cả bà C và bà L, ông D đã dùng vật tay tác động vào đầu khiến bà L và bà T thiệt mạng, sau đó mua xăng về đổ lên người châm lửa. Từ đêm 23 tháng 7 đến sáng 24 tháng 7, Tại thành phố Sơn La đã xảy ra mưa lớn diện rộng, làm nhiều khu vực tuyến đường trong thành phố ngập nặng. Nước cuồn cuộn đổ các khu vực trũng thấp ở trung tâm thành phố Sơn La. Khu vực đường Trường Trinh, khu Vincom, đường Hoàng Quốc Việt, đường Giảng Lắc bị ngập sâu, giao thông ách tắc, nước tràn vào nhà dân, có đoạn nước dâng cao 70cm đến trên 1m. Nước chảy ào ào trên tuyến đường Trường Trinh, phường Quyết Thắng khiến tài xế phải lao ô tô lên vỉa hè, không dám di chuyển. Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các lực lượng giao quân hỗ trợ người dân sơ tán tài sản, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Đại tá Nguyễn Khắc Ngọc, trưởng phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La cho biết, ngay trong đêm, khi xảy ra tình trạng mưa lớn kéo dài, ngập úng nhiều nơi, đơn vị đã huy động 60 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 3 tổ hỗ trợ nhân dân. Trong đêm, lực lượng công an Sơn La đến từng xóm, từng nhà để hỗ trợ dân. Chị Nguyễn Vân Anh ở đường Trường Trinh, thành phố Sơn La cho biết, nước dâng nhanh trong đêm nên gia đình chị bất lực nhìn đồ đạc bị nước nhấn chìm. Chị Vân Anh chia sẻ, khu vực đường Trường Trinh ngập sâu đến ngang lưng khiến gia đình tôi bị mắc kẹt, nhiều đồ đạc trong nhà bị hỏng hóc. Rất may, lực lượng chức năng có mặt kịp thời đưa gia đình tôi đến nơi an toàn. Một người dân sinh sống tại thành phố Sơn La nói, Do mưa quá lớn, nước dâng cao, lại sống một mình nên tôi không thể di chuyển được. Nếu hôm nay không có lực lượng công an hỗ trợ, tôi không biết phải chạy lũ thế nào. Đến sáng 24 tháng 7, trời vẫn mưa tầm tã, nhiều khu vực ở trung tâm thành phố Sơn La giao thông tê liệt, người dân không thể di chuyển. Cơ quan chức năng cùng người dân cứu hộ nhiều xe máy chìm trong biển nước. Hiện chính quyền cùng lực lượng các địa phương đang tập trung ứng phó với mưa lũ và thống kê thiệt hại. Theo dự báo trong những ngày tới, mưa lớn tiếp tục kéo dài, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, đôn đốc các xã, thị trấn tăng cường thực hiện công tác phòng chống thiên tai, thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra, cảnh báo các khu vực nguy hiểm, nhắc nhở người dân cảnh giác, theo dõi tình hình bão lũ, kịp thời có các biện pháp ứng phó. Đồng thời ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện thành phố đã chỉ đạo các phòng ban của huyện, ủy ban nhân dân các xã thị trấn nhanh chóng kiểm tra, đánh giá khả năng sạt lở tại khu vực có nguy cơ, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ, vận động các hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở di chuyển đến nơi an toàn, huy động phương tiện máy móc tiến hành khắc phục sạt lở đất đá tại tuyến quốc lộ tỉnh lộ nhằm đảm bảo việc đi lại cho người dân.